Ôi dự án của bạn Thu của chúng ta đang rất là nhiều luôn các em ạ. Bạn ấy đang rất là vất vả đấy. Ô, lại thêm một chú cá nữa. Em mắc run nên là dễ. À thế ạ, đúng rồi, các bạn cá rất thích run mà. Thu ơi, sao em lại biết là mắc run vào đấy nhở? Tại vì là em lại làm run, em học em giải cách đấy rồi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay các bạn cùng nếm bắt cá của mình nhé. À các bạn ơi, ở đây có mấy con cá nè. Mình nghĩ đây nè, 4 con cá đấy. Ôi các em ơi, hôm nay bạn sushi của chúng mình sẽ đi câu đấy các em. Các em nhìn thấy bạn sushi hôm nay câu được nhiều cá không nhá? Chỉ nghĩ là hôm nay bạn sushi, wow, bạn sushi vừa câu được con gì đấy? Con cá heo. Su dơ lại cho các bạn xem nào. Oh, một con heo rất là xinh. Ôi, trong bộ con cá heo rất là nhiều nước đấy. À thế ạ, đúng rồi, bạn uống nước mà em. Vâng. À em ơi, em cho vào giỏ đi, xong chúng mình cùng nhau đi câu tiếp nhá. Vâng. Thế là ở đây có rất nhiều cá luôn. Ô, bạn một chú cá nữa này. Ôi, đây là con cá gì nhỉ? Con cá chim. Một con cá chim các em ơi, bạn Su lại câu được một con cá chim nữa đấy. Wow, bạn Su của chúng ta có một chiếc giỏ đeo rất là xinh nhá. Và rất là tiện đúng không, trong việc đi câu đấy. À, con cá vàng. À, bạn Su đang câu được một con cá vàng rồi em ơi. Em đang câu nhưng chưa câu được. À thế à? Bơi nhanh quá. À, bạn cá lấy bơi rất nhanh đúng không? Và bạn cá này rất là xinh đẹp này, chị thấy bạn ấy có cái vây á, cứ như là một cái đuôi, các bạn này mà múa rất là xinh lắm em nhỉ. Yeah. Oh, bạn Su của chúng ta mãi chưa câu được, cố lên Su. À, được rồi các em ơi. Ôi, con cá này không còn đứt nên là nhẹ lắm kìa. À thế à, một chú cá vàng rất là xinh luôn. Ồ, bạn Su hôm nay câu được rất nhiều những chú cá đẹp nhá. Su ơi, nhớ cho chị một hai con để về chị nuôi nhé Su. À, một con gì đấy chị? À, để chị nhìn xem nào. À, hình như con này là con hải cẩu hay sao ấy. Đúng rồi chứ. Đúng rồi, như một chú hải cẩu. Wow, bạn Su ra một chú hải cẩu rồi. Một chú hải cẩu rất là xinh. Ủa, cái màu của bạn ấy giống màu áo của bạn Sushi nha. Ủa? Đúng không em? Đúng, nhưng mà bộ đen nhạt hơn. À thế ạ? À thế ạ? Bộ đen nhạt. À thế ạ? Anh chị ơi. Ơi. Con này có thể đá bóng. À đúng rồi. Bạn hải cẩu, các bạn cầu bạn hải cẩu rất là giỏi nhá. Các bạn ấy có thể được huấn luyện, các bạn ấy có thể là đá bóng này. Dùng mũi đá bóng. Đúng rồi, có thể chơi với các bạn nhỏ được này, thậm chí bạn ấy còn biết tập cả yoga. Hôm nay chị mới xem được một clip bạn hải cẩu bạn ấy đã tập đấy các em ạ. À, bạn Su Sinh lại tiếp tục câu được một con nữa rồi. Con cá này béo. Ờ, con này béo như em nhỉ. Má sao ở chỗ này nhiều cá thế Su? Tại vì là hồ bơi, hồ cá thì phải có cá chứ. À thế à. Su ơi, em cố gắng câu được thật là nhiều nhất. Tí chị em mình thử kiểm tra xem hôm nay bạn Su của chúng mình câu được bao nhiêu con nhá. Wow, một con cá gì đây nhỉ? Cá rô phi. À, một con cá rô phi à? Anh em ơi, đây có phải cá rô phi không? Bạn Su của chúng mình bảo đây là một con cá rô phi đấy. Chị nghĩ là cũng có thể là một con cá rô phi béo mập đấy. Bạn Su của chúng mình rất thích ăn cá rô phi mà. Vậy ta đi đi uống nước. À thế à. Ôi, mà chú cá sấu rất là phi đấy. À, lại có một chú cá sấu. Su ơi, câu cá sấu cẩn thận nhá, con cá sấu sẽ rất là nặng đấy. Ôi, một chú cá sấu. Ôi, chú cá sấu này xinh và dễ thương quá. Chắc về đây là cá sấu nhỏ đúng không em? Cá sấu mới nở. À, nên rồi. Chưa biết cắn nó kìa. Đúng rồi, chú cá sấu này rất là nhỏ nên là chưa cắn được đâu. Bạn ấy rất là dễ thương đúng không em? Em sẽ mang về em nuôi. Ừ, em cầm nhẹ nhàng thôi nha. Con chị à, em ý bị đau đấy. Đúng rồi. Nhưng mà cái giỏ của bạn Sushi của chúng ta đang là rất là nhiều rồi các em ạ. Bạn ấy lại tiếp tục câu đấy các em ơi. Một con cá chim tiếp theo. Một con cá chim tiếp theo nữa. Rất là xinh đẹp luôn. Màu hồng luôn. À đúng hồng rồi. Hồng vàng luôn. Tiếp theo là một con cá rô phi nữa. Ố, lại có con cá rô phi nào. Chị nghĩ đây không phải cá rô phi đâu Su. Ừ, đây là một con cá chết. Chết. Đúng rồi, một con cá chết đấy. Cái cá rô kiểu cá mập chứ. Đúng rồi. À, một con cá màu xanh biển. À. Ồ, ở đây nhiều cá thật đấy nhở. À, đây lại là một con cá chết nữa này Su này. Ồ, đây có rất nhiều cá đúng không Su? Su lại mới câu được một con cá chết đúng không? Con cá chép ca. À, một con cá chép nữa, con này béo hơn, không phải lợi đấy Su nhỏ. Vâng. Đúng rồi, rất là nhiều luôn. Một con cá rô phi. Ồ, cái giỏ của bạn Sushi đang đầy và nó đang lấp cho các em kìa. Con cá rô phi tiếp theo. À, đúng rồi, một con cá rô phi đấy các em ạ. Cá rô phi rất là béo luôn. Ồ, nên là bạn Su của chúng ta rất là khó có thể câu được. Bởi vì bạn ấy rất là khôn, bạn ấy đã bơi ở phía trong đấy. Nên làm cho bạn Su của chúng ta không thể nào mà câu được. Nhưng mà chị nghĩ bạn Su của chúng ta rất là giỏi đấy. Su ơi, cố câu lên nhá, cố câu nhá. Được rồi, bạn Su của chúng ta đã câu rồi các em ơi. Su ơi, Su rơi cho các bạn xem nào. Đấy, ồ, một chú cá béo nhô. Chú cá này công nhận là béo thật đấy. Ủa, một rửa vào một rửa trắng. Ồ, đúng rồi.
Chua ơi, ở bên này nữa, bên này nó chỉ thấy nhiều lắm chua ơi. À, các bạn ơi, mình cũng đi tiếp xong ở bên kia nhé. Mình nhìn thấy rất là nhiều cá đấy các bạn ạ. Được các em ơi, ở phía này có rất nhiều cá. Ô chua, có rất nhiều chị cá xinh đẹp mà chua. Dạ, để em đâu. Ô chua ơi, ở đây có nhiều chị cá nhỏ xinh chưa này chua này. Nhất định là Su phải cho chị mấy bạn này để chị mang về chị nuôi nhá Su nhá. Dạ, em chỉ cho chị cái con cá nhỏ thôi. Ờ, nhà chị có một cái bể bơi nha, rất là nhỏ xinh nhưng mà chưa có các bạn cá nào cả. Hôm nay Su phải cho chị mang về đấy. Hai em ơi, bạn Su của chúng ta lại đang câu kìa. Ô, được một chú cá nữa rồi. Đây là con cá Su Phi mà. Đúng rồi, Su ơi, ra đây câu những bạn cá xinh đẹp đấy này. Rồi, ôi dù cá của bạn Su của chúng ta đang rất là nhiều luôn các em ạ. Bạn ấy đang rất là vất vả đấy. Ô, lại thêm một chú cá nữa. Em mắc run nên là dễ. À đấy ạ, đúng rồi, các bạn cá rất thích run mà. Su ơi, sao em lại biết là mắc run vào đấy nhở? Tại vì là em đã đọc run, em học em giải cách đấy rồi. À thế ạ. Ôi nhẹ quá chị ơi. Ô, Su ơi, Su ơi, cho các bạn xem con cá đấy xinh quá. À, các em ơi, các em nhìn này, bạn Su đang câu được một chú cá rất là xinh luôn. Chào chị, mấy con cá nhỏ này xinh xắn thôi. Hình như là bạn cá này rất vui khi gặp bạn Su lên, bạn ấy cười rất là tươi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Ô, bạn Su của chúng ta câu khéo thật đấy. Câu bạn nào được bạn đấy luôn. Rất là nhiều luôn, bởi vì bạn Su đang đầy ắc rồi. Thì chúng mình sẽ phải kiểm tra xem bạn Su hôm nay câu. Ôi, nó cứ cái này theo sau mình câu. Bạn cá này khôn quá, bạn cá này đang úp hụt xuống rồi này. Thế này mới đòi hỏi bạn Su của chúng ta cần phải khéo léo thì mới câu được đấy. Em không câu được luôn. Thì em câu bạn bên cạnh đi em. Em câu cho các bạn này. Đấy, bạn Su của chúng ta đang câu một chú cá hồng với em ạ. Chú cá rất là xinh luôn. Ủa? Su nhớ cho các bạn xem nhá, bởi vì những chú cá hồng như này rất là ít luôn đấy. Rồi, Su ơi, Su dơ vào đây cho các bạn xem nào. Các em ơi, đây là một chú cá màu hồng đấy, bạn Su của chúng ta vừa câu được đấy. Con cá này rất là đẹp đúng không em? Em rất thích màu hồng. À thế ạ. Nhưng em sẽ cho chị. À thế ạ. Không thì em cứ để đi. Em để xong em làm một cái bể cá cho trẻ ở bàn học. Vâng. Ở đây các bạn cá đang chơi đấy. Nhanh 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 nhanh. Không không nhanh là các bạn đi chơi mất nhở. À lại được nữa rồi. Tiếp tục nào, bạn Su của chúng ta hôm nay câu được rất nhiều cá luôn. À các bạn cá rất là xinh xắn nhá. Su ơi, Su có thích cá không em? Em á. Em cá. À, một chú cá màu vàng. Bạn Su đang cố gắng câu một chú cá màu vàng đấy. Chú cá màu vàng rất là xinh. Ồ, nhưng mà bạn ấy có vẻ bơi rất nhanh đúng không? Su dơ cho các bạn xem nào. Ồ, một chú cá rất là xinh xắn luôn. Bạn ấy có vẻ bạn ấy bơi rất nhanh đấy. Ừ, các bạn ạ. Công nhận đâu, bơi nhanh thì em nhỏ. Ừ, giờ của em đã đầy ăn rồi. Quá, wow, còn mấy chú cá nữa, bạn Su cố lên nhá. Chúng mình sẽ câu hết các bạn cá đấy luôn được không? Được ạ. À, bạn Su dơ cho các bạn xem nào. Một chú cá tiếp theo nữa này. Là đẹp lắm. Công nhận đẹp thật đấy nhờ em nhờ. Gặp em thì nó chỉ cười tươi thôi. Đúng rồi, các bạn đấy gặp bạn Su là cười tươi luôn. Ôi, bạn đáng mẹ khôn ra bơi nhanh quá. Công nhận bạn đấy bơi nhanh quá. Mà Su mà không cẩn thận là không bắt được bạn đấy đâu ấy. Rồi, một chú cá voi nhỏ xinh luôn. Mới lở đấy. Đúng rồi, bạn voi này hình như mới lở nên là rất là nhỏ. Su ơi, thế thôi chị em mình ra kia thử xem hôm nay bạn Su của chúng mình câu được bao nhiêu nhá. Bởi vì chị thấy cái làn của em hình như nó đầy quá rồi, cái giỏ của em nó đầy quá rồi. Cảm ơn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cá nhé. Đúng rồi các em ơi, bạn Su của chúng ta đã câu được đây một giỏ rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm cá nhé. Bây giờ mình sẽ đếm những con cá nhỏ trước nhé. Đúng rồi các em ơi, bây giờ chúng mình cùng đếm cho bạn Su nhá. Một. Một. Hai. Ba. Ồ, không kêu được. Bốn. Nhau đến với bạn Su nhé, được 6 con rồi. Tiếp tục nào. 7 8 8 9 10 10 11 à, Su câu được rất là nhiều đúng không các em? 12 13 À, bạn Su của chúng ta được 13 con rồi đấy các em. Nhiều quá hôm nay bạn Su của chúng ta bơi được câu được rất là nhiều các em ạ. Có rất nhiều các bạn cá xinh luôn. Chắc qua chị sẽ xin mấy con về nhà để chị nuôi đấy. 15 15 con rồi các em ơi. Bạn Su của chúng mình hôm nay câu được rất nhiều con luôn.
các bạn chắc chắn rồi. 16 con rồi. Ủa, bạn Su của chúng mình hôm nay thật là khéo luôn. Chị chưa bao giờ đi câu mà chị câu được nhiều như bạn Su của chúng ta đâu các em ạ. 16 à chị? À, 16 rồi em. 17. 17. À, vậy là tổng của bạn Su của chúng ta đã câu được 17 con cá đúng không em? Ồ, các chú cá rất là xinh xắn các em ơi. Các em đã nhìn thấy những chú cá nào mà dễ thương như chú. Những chú cá hôm nay bạn Su đi câu chưa? Đây. Các bạn rất là dễ thương, các bạn cười rất là tuyệt vời. Đây nữa. Bạn Su của chúng ta hôm nay rất là khéo. Hôm nay bạn Su sẽ có rất nhiều cá về cho mọi người đúng không em? Em sẽ cho chị những cái cá này nhỏ xinh nhất xinh xắn. Đúng rồi, nhỏ nhắn xinh xắn như bạn Su của chúng ta. Đây, đây. À, bạn Su của chúng ta đã câu được rất nhiều cá rồi. Su ơi, vậy là em câu được bao nhiêu con nhỉ? 17. Đúng rồi, hôm nay bạn Su đã câu được 17 con rồi đấy các em. À, bạn nào mà thích những con cá của bạn Su thì liên hệ với bạn Su sẽ cho tặng mỗi bạn một con nhá. Su ơi, Su có cho các bạn không em? Em có, em cho chị mấy con cá này này. Con cá này dễ thương này. Được rồi, chị cảm ơn em nhá, chị sẽ mang về chị nuôi. Thôi Su ơi, bây giờ mình chào tất cả các bạn đi em. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi, chào tất cả các em nhé.